Hello, chào mừng em quay trở lại với Beautiful Car trong chuyên mục review xe. Đứng bên cạnh tôi là chiếc xe gì thì chắc anh em nhìn sơ qua cũng biết ngay rồi đúng không ạ? Sò dầu full nhá. Tên đầy đủ chính thức là Sorento All-New 2021 phiên bản Signature 6 chỗ máy dầu bản full. Hiện tại có giá bán là 1 tỷ 349 triệu. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng Sorento All-New 2021. Chiếc xe này thì nó sẽ đặc trưng hơn một chút so với các mẫu xe 7 chỗ khác trên thị trường. Bởi vì chiếc xe này chỉ có 6 chỗ thôi. Cơ cấu ghế ngồi sẽ là hai ghế trước, hai ghế giữa và hai ghế sau. Với hai ghế giữa là ghế hạng thương gia, ngồi rất là thoải mái và rộng rãi. Sorento này thì ra mắt trước Hyundai Santa Fe phiên bản nâng cấp của Thành Công. Và tạm thời ở thời điểm trước khi mà Santa Fe ra mắt thì Sorento này có thể nói là số 1 trong phân khúc 6-7 chỗ dành cho gia đình luôn. Một chiếc xe phải nói là quá tuyệt vời với những cái công nghệ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trên những cái mẫu xe Hàn. Tuy nhiên thì sau khi mà Santa Fe 2021 ra mắt, người dùng nhận thấy rằng hai mẫu xe này nó giống nhau một cách kỳ lạ. Bởi vì đơn giản là nó được phát triển chung một hệ thống khung gầm, chung hộp số, chung nền tảng. Đó chính là lý do mà hai mẫu xe này nó rất giống nhau. Nếu quý vị muốn tìm hiểu chi tiết hơn về sự khác biệt giữa hai mẫu xe này thì vui lòng chờ hết video này sẽ có phần gợi ý video so sánh giữa hai mẫu xe Sorento máy dầu full và Santa Fe máy dầu full để quý vị có thêm cái cơ sở mình lựa chọn được mẫu xe nào ưng ý nhất cho gia đình. Còn trong nội dung khuôn khổ của video clip ngày hôm nay thì mời anh em chúng ta cùng đánh giá chi tiết về chiếc Sorento máy dầu phiên bản 6 chỗ bản cao cấp nhất này nhá. 1 tỷ 349 triệu thì anh em sẽ có cái gì? Đầu tiên có lẽ phải nói đến kích thước. Đây, anh em hãy nhìn đi. Một chiếc xe phải nói là rất đồ sộ ở trong phân khúc của nó. Không có một chiếc xe nào đồ sộ như nó cả. Chiều dài cơ sở, chiều rộng, chiều cao nó gần như đặt tối đa rồi. Đấy. Khoang nội thất rất rộng luôn. Tí nữa tôi sẽ cho anh em xem. Nhưng hãy nhìn vào thiết kế. Sorento cũng đã rất lâu rồi không đổi mẫu. Nếu tôi nhớ không nhầm thì khoảng 2013 cho đến 2014 gì đó. Mãi đến tận thế hệ này thì Sorento mới tiếp tục có một bản phải nói là cải tiến tuyệt vời. Và đây chính là điều mà fan của Kia đã chờ rất lâu ở thị trường Việt Nam rồi. Hãy tập trung vào phần phía trước của xe. Anh em sẽ thấy một thứ đầu tiên rất mới. Đó chính là logo. Kia đã bỏ đi logo cũ. Và đây là logo mới của Kia. Rất rõ ràng. Chữ K này. I, A. Đấy. Tiếp tục này, phần lưới tản nhiệt. Vẫn là mũi hổ đặc trưng. Nhưng nó được tùy biến đi. Cảm giác nhìn nó rất sang trọng và hiện đại. Đây nhá. Tất cả đều sơn đen bóng hết. Chính giữa mình sẽ có hệ thống camera 360. Và phải nói là một lát nữa anh em sẽ cực kỳ bất ngờ với cái chất lượng của cam 360 trên Sorento luôn. Ở bên này thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống đèn. Đèn trên Sorento chia làm 3 bóng LED rất riêng biệt. Hệ thống đèn LED ban ngày thì bao quanh và nó tạo được cái sự hầm hố nhất định. Toàn bộ hệ thống đèn này là đèn full LED. Tuy nhiên có một điểm rất tiếc, đó là hệ thống đèn này vẫn chưa có tích chứng chức năng tự động thích ứng. Có nghĩa là nó chưa chuyển pha cốt, nó chưa tự động hạ thấp pha khi mà gặp xe đối diện hoặc là vào trong khu vực đô thị. Đây là một điểm rất đáng tiếc. Các chi tiết khác ví dụ như là những cái khe hút gió này tất cả đều là thật nhá. Thật đấy và có chức năng thực luôn chứ không phải là để làm cho đẹp đâu. Cảnh báo va chạm phía trước, góc trước. Nằm dưới cái khoang máy này thì anh em sẽ có một khối động cơ máy dầu 2.2 lít. Đi kèm với đó là một hộp số tự động 8 cấp dẫn động 4 bánh toàn thời gian AVKD. Sản sinh công suất khoảng tầm 198 mã lực và mô men xoắn đạt 440 Nm. Đây là một động cơ có thể nói là rất mới, rất tuyệt vời. Lui sang phần bên hông. Ở bên hông thì anh em sẽ thấy một bộ la răng phay cắt 19 inch. Khá là tuyệt vời nhá. Đấy. Quan điểm của tôi thì tôi thích bộ la răng này hơn so với cái bộ la răng đa chấu cầu kỳ trên Santa Fe All-New 2021. Một lát nữa thì sẽ có hình ảnh luôn cho quý vị xem. Đây, 19 inch. Ở phần bên hông thì bậc dẫm này là lắp thêm nhá. Nguyên bản chưa có này. Anh em sẽ có một số các tính năng sau. Ví dụ như tay nắm cửa này. Chia làm hai màu. Phần giữa là cùng màu, trên là được mạ chrome. Nút bấm mở cửa thông minh. Gương chiếu hậu, chỉnh điện, cụp điện, xi nhan trên gương có sấy. Có cam 360. Nhưng điểm đáng tiếc nhất ấy, là không có cảnh báo điểm mù trên gương. Đây chính là điểm đáng tiếc thứ hai mà tôi nhận thấy trên cái mẫu Sorento phiên bản này. Họ chưa quá đề cao cái tính năng an toàn. Mặc dù cảnh báo điểm mù trên gương bằng radar ấy, nó sẽ là những tính năng rất rất là quan trọng luôn nếu mà muốn đảm bảo an toàn. Tiếp tục lui ra phần đuôi. Anh em sẽ có một hệ thống lipo rất đẹp. Tuy nhiên đây là giả nhá. Còn bô thực ấy thì nó nằm sâu tít ở dưới này luôn.
Đấy. Phải cúi hẳn xuống anh em mới nhìn thấy phần bô thực. Rồi. À, các option phía sau mình sẽ có cảm biến lùi phía sau này. Đấy, cảm biến sau. Cam. Cốp điện nhá. Cốp điện này ngoài cái phần mở cốp bằng nút bấm này, anh em có thể mở bằng cốp ở mở bằng nút bấm ở trong kia hoặc là mở trên chìa khóa. Mình đứng cầm chìa khóa đứng cạnh xe 3 giây, cốp sẽ tự mở. Đấy là những tính năng rất hay. Đây. À, khi mà anh em sử dụng hết cả 6 chỗ thì mình sẽ chỉ có một cái khoang nó rất nhỏ như này thôi để mình để đồ. Không gian nội thất anh em nhìn chưa? Bây giờ thì mời anh em chúng ta cùng vào trong nội thất nhá, để khám phá hơn nữa về nội thất tiện nghi của mẫu Sorento phiên bản 2021 này. Phải nói là một trong những nội thất rất tuyệt vời. Nào, xin mời anh em. Đầu tiên là anh em có thể nhìn thấy toàn bộ nội thất của Sorento thì họ lựa chọn cái tông màu kem sáng. Nó sẽ rất đẹp, rất sáng xe, rất sang. Tuy nhiên có một điểm yếu, đấy là anh em phải giữ thật cẩn thận thì mình mới có thể giữ cho cái nội thất này nó sang, nó đẹp được. Ở hàng ghế thứ hai này là dạng hàng ghế thương gia, tôi sẽ trải nghiệm sau. Để muốn vào hàng ghế thứ ba có một nút bấm, anh em hãy nhìn cái ghế nó dịch chuyển này, rất thông minh. Ok, bây giờ thì tôi sẽ vào trong hàng ghế thứ ba nhé. Đây chính là sự khác biệt hoàn toàn giữa Santa Fe và Sorento. Sorento sở hữu cái chiều dài cơ sở lớn hơn, do đó cái khoảng không gian phía trong nó cũng rộng rãi hơn so với Santa Fe. Ngồi hàng ghế thứ ba như thế này cũng rất thoải mái. Và ở đây thì anh em cũng có rất nhiều các tùy chọn. Ví dụ cổng sạc, cửa gió điều hòa riêng, dàn lạnh phía sau độc lập, có thể gập cái hàng ghế thứ hai. Đấy, anh em nhìn không? Bấm nút phát nó tự động nó gập hết lại luôn, rất là thoải mái. Cổng sạc điện và thậm chí cả có cả khay để cốc tất cả các thứ ở đây, anh em thoải mái luôn. Nhìn này, thiết kế khay để điện thoại nhé. Đấy, vậy là mình có mát này, có sạc điện thoại, có khay để cốc, chả còn cần cái gì nó quá quan trọng nữa. Nếu không có người ngồi hàng ghế thứ hai, muốn ra ngoài bấm phát cửa ghế nó tự động gập xuống, ok không ạ? Đây nhá, đây chính là điểm tuyệt vời của Sorento 2021 so với Santa Fe, đó chính là hàng ghế thứ ba nó rộng rãi hơn. Bây giờ thì tôi sẽ lên cái hàng ghế thứ hai để cho anh em thấy cái ghế thương gia nó như thế nào nhá. Đây, nhìn chung là với cái thiết kế 6 chỗ kiểu như thế này thì ngồi ghế thứ hai nó sẽ rất là rộng rãi. Ngoài ra thì nó có kệ tì tay riêng. Đấy. Anh em ngồi nó sẽ thoải mái hơn, mình không bị chung đụng, không bị va chạm với cái người ở giữa này. So với Santa Fe là họ có 3 chỗ ngồi ở giữa nhá. Trên đầu thì dĩ nhiên là vẫn sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh panorama, cửa gió điều hòa đầy đủ. Đấy, dưới cùng sẽ là cổng sạc điện thoại. Nói chung là trang bị tận răng rồi. À, anh em lưu ý này, có một cái rất hay đấy. Đây, anh nhìn nhiều không? Nhiều không? Bao nhiêu là các vị trí cắm cổng sạc. Anh không thích cắm ở đây thì cắm, thích cắm ở dưới thì cắm. Đấy, tha hồ mà sạc các thiết bị ngoại vi nhá. Rồi, bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta cảm thấy hứng thú nhất. Hãy nhìn khoang cabin của một mẫu xe Hàn. Bỏ qua cái logo kia thì rất nhiều anh em sẽ nhầm tưởng nó là xe châu Âu. Đúng không ạ? Quá đẹp. Anh em nhìn lướt qua một lượt đi, trước khi tôi sẽ trải nghiệm lần lượt từng tính năng một. Quá tuyệt vời. Nào, hãy cùng tìm hiểu những cái tính năng cơ bản. Tôi sẽ nổ máy trước. Bên trái tôi, anh em dễ dàng nhìn thấy. Nhớ vị trí ghế, hai vị trí luôn nhá. Những cái vân này toàn bộ là nhôm xước hết, rất đẹp. Anh em nhìn thấy gì đấy không ạ? 13 loa bâu. 13 loa bâu trên một mẫu xe như thế này. Quá thích. Tiếp tục. Chưa hết đâu, vô lăng này. Rất đẹp. Logo mới, 4 chấu đầy đủ tất cả các nút bấm, lẫy chuyển số vô lăng. Bọc da khâu tay, rất thích. Và trên này anh em có thể thấy một số các nút chức năng rồi. Ra lệnh giọng nói đàm thoại rảnh tay, chuyển âm lượng, chuyển kênh chuyển bài. Bên này, cruise control. Đấy, có ký hiệu này chắc chắn sẽ có Adaptive hỗ trợ giữ làn đường. Và ngay phía sau vô lăng anh em sẽ có một cái đồng hồ kỹ thuật số full luôn nhé. Rất đẹp. Và nếu bây giờ tôi xi nhan thì sẽ có những chuyện gì xảy ra? Anh em nhìn thấy gì không ạ? Camera lề bên trái ngay lập tức hiện luôn. Nếu tôi xi nhan bên phải, anh em sẽ thấy lề bên phải hiện ra. Bỏ ngay lập tức việc lo lắng đến việc nó sẽ va quệt hay không. Quá thích đúng không ạ? Anh em nhìn rõ luôn cái cam cập lề của mình nó như thế nào. Đấy. Đấy là những thứ mà khi ngồi trên hàng ghế lái tôi cảm thấy rất ấn tượng.
Lui xuống đây, anh em sẽ có 3 cái nút bấm: bật tắt chức năng hỗ trợ giữ làn đường, bật tắt cân bằng điện tử kiểm soát lực kéo và cốp mở điện. Đấy. Bây giờ thì mời anh em chúng ta chuyển góc máy và hãy quan sát về những option tiện nghi khác trên mẫu xe Sorento 2021 này. Xin mời anh em. Thứ đầu tiên tôi muốn nói với anh em đó chính là hệ thống màn hình giải trí. Quá tuyệt vời, 12,5 inch. Và thiết kế của Sorento nhá, nó sẽ là kiểu màn hình nối dài như thế này. Anh em thấy giống trên những chiếc xe Đức không ạ? Đặc biệt là Mercedes E2021 hoặc là Mercedes S Maybach 2021, họ sẽ nối liền hết như thế này. Và Sorento cũng đang tuân theo triết lý như vậy. Trên màn hình này, anh em hoàn toàn full cảm ứng hết và tất cả đều bằng tiếng Việt. Hệ thống dẫn đường anh em sẽ có đủ. Đấy, rất thích luôn. Nét không? Đẹp không? Tất cả đều cảm ứng hết nhá. Ngoài cảm ứng trên màn hình ra này, anh em hoàn toàn có thể sử dụng thêm. Và dĩ nhiên màn hình này sẽ có kết nối Apple CarPlay cũng như Android Auto. Trên màn hình này tôi sẽ cho anh em xem một thứ mà tôi vừa hứa, đó chính là cam 360. Anh em thấy nét không? Anh em thấy đã đủ yêu thương chưa? Đấy. Có một cái góc rất thích là nhìn thẳng từ trên cao xuống. Đấy, mô phỏng tuyệt vời đúng không ạ? Anh em nhìn rõ luôn đằng sau có những gì nhá, xung quanh xe có những gì nhá. Đấy, đóng hết cửa lại cho nó dễ quan sát. Hai bên lề có những gì anh em đều nhìn rõ. Thậm chí là anh em có thể tăng giảm cái độ tương phản của nó. Nếu mà trong trường hợp ví dụ nắng như thế này chẳng hạn, tôi hoàn toàn có thể tăng giảm. Đấy. Rồi là phóng to, thu nhỏ, zoom lại. Quá tuyệt vời trong hệ thống camera như thế này. Lui xuống phía dưới, anh em sẽ thấy Sorento thiết kế hệ thống điều hòa. Cái cửa gió này, cửa gió trên, cửa gió dưới. Cái cửa gió dưới này rất thích và khá độc đáo. Tôi chưa từng thấy một cái hệ thống điều hòa nào thiết kế đẹp như thế này. Lúc đầu tiên tôi sử dụng, tôi nghiến răng nghiến lợi tôi bấm, nhưng thực ra tất cả những cái này đều là nút cảm ứng hết. Đấy. Rồi là thậm chí là anh em có điều chỉnh 3 chế độ tự động. Bình thường nhá, anh em mình sử dụng điều hòa là chỉ có một chế độ tự động đúng không? Là auto. Thế nhưng mà đây lại còn auto low, có nghĩa là giữ nhiệt độ thấp, nhiệt độ trung bình, rồi là cao. Đấy, điều chỉnh hết ở đây. Quá thích còn gì nữa, đúng không? Lùi xuống phía dưới này, anh em sẽ có một cái hộc để đồ nhỏ nhỏ ở đây. Trong này sẽ có cổng sạc đầy đủ hết. Thậm chí khay này chính là khay sạc không dây cho anh em sạc điện thoại luôn. Đặt vào đây cái. Đây tôi sẽ đặt thử luôn. Đấy, ok. Sạc luôn ngay lập tức. Hai bên này sẽ là liên quan đến việc mà làm mát ghế cũng như là sấy ghế ở hai vị trí ghế phía trước. Lui xuống phía dưới này thì anh em hoàn toàn liên quan đến các chức năng và các chế độ vận hành. Anh em biết rồi, Santa Fe máy Sorento máy dầu nhá, sẽ có cái cần số dạng xoay như thế này thay vì cái cần số truyền thống. Đây là một sự đổi mới. Anh em chuyển số chỉ cần xoay 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 và đèn cảnh báo sẽ hiện trên này. Đấy, chính giữa sẽ là nút P. Ok. Lùi xuống đây, mình sẽ lựa chọn được 4 chế độ lái, bao gồm là Comfort, Eco, Sport và Smart. Mỗi khi anh em chuyển thì anh em hãy nhìn trên màn hình, ngay lập tức màu sắc nó sẽ thay đổi và mang lại cái cảm giác rất là thích thú luôn. Đấy, Sport phát thấy màu đỏ ngay. Smart anh em sẽ thấy một cái màu đen tông tím này. Sport là màu đỏ, Eco chắc chắn là màu xanh rồi, tiết kiệm mà. Comfort sẽ là thứ mà tôi rất thích sử dụng. Đi cùng với mỗi chế độ này thì anh em thậm chí lại còn có 3 tùy chọn địa hình, bao gồm snow, tuyết, mousse, bùn lầy, trơn trượt. Sướng không ạ? Xe súp xịn còn không có những tính năng này nhá. Trong khi đó thì Sorento được trang bị rất đầy đủ luôn. Rồi, tiếp tục, hãy nhìn xuống đây. Ngay phía dưới của tùy chọn địa hình thì anh em còn thêm một số các nút bấm, bao gồm là sấy vô lăng, rất thích khi mà mùa đông đến, anh em thích ấm. Auto hold của phanh tay điện tử, hỗ trợ đổ đèo, bật tắt cam 360 và bật tắt cảnh báo xung quanh xe. Anh em thấy thế nào về trang bị tiện nghi không? Còn một thứ nữa, hãy nhìn lên đầu đây, tôi sẽ cho anh em xem nốt. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama, thứ mà không mấy người khoái về mùa hè, nhưng mà khi về các vùng quê thì lại rất thích. Quá tuyệt vời về option nội thất đúng không ạ? Nếu mà không vướng về vấn đề bản quyền thì tôi sẽ mở ngay lập tức 13 loa bâu để cho anh em cảm nhận, nhưng mà hơi tiếc. Về tính năng an toàn trên mẫu Sorento này, anh em sẽ có khá nhiều thứ.
Ngoại trừ việc thiếu đi cảnh báo điểm mù trên gương, anh em sẽ có Cruise Control Adaptive, có nghĩa là Cruise Control vừa giữ chân ga nhưng lại vẫn duy trì khoảng cách được với xe phía trước. Xe phía trước đi chậm lại thì xe mình cũng sẽ đi chậm, đi nhanh thì mình cũng sẽ đi nhanh. Rất thông minh. Thứ hai là hỗ trợ giữ làn đường. Thứ ba, hệ thống phanh tự động cảnh báo va chạm. Đấy. Sẽ có camera trên này cộng với radar ở phía trước đầu xe để nhận diện những phương tiện có thể gây va chạm phía trước. Mình sẽ có hệ thống phanh tự động. Ngoài ra thì trên Sorento cũng có 6 túi khí quanh xe và các tính năng cơ bản khác như là phanh ABS, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ đầu đèo, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp. Đó là những thứ Sorento không hề thiếu. Anh em đánh giá thế nào về mẫu xe này? Hãy comment xuống phía dưới nhé. Nếu anh em có nhu cầu lái thử thì xin vui lòng liên hệ với hotline mà tôi đã đính kèm trên video. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đừng rời màn hình. Chúng ta hãy tiếp tục đến một video quan trọng hơn. So sánh Sorento máy dầu bản full và Santa Fe máy dầu bản full. Xin mời anh em